Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Tạp chí Ngân hàng phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, trong số trước, chúng tôi đã bàn về mô hình cho thuê tài chính, những lợi ích và một trong những giải pháp về vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy nhiên, mô hình này vẫn chưa phát triển ở Việt Nam với những con số rất khiêm tốn. Tạp chí Ngân hàng tuần này của chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu về kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt là kinh nghiệm từ chuyên gia Nhật Bản về phát triển mô hình cho thuê tài chính. Thưa quý vị, bài toán về huy động vốn cho mục đích sản xuất kinh doanh luôn làm đau đầu các nhà quản lý doanh nghiệp. Thông thường thì các doanh nghiệp đã quen với việc vay vốn ngân hàng hoặc là dùng vốn nội bộ của chính doanh nghiệp để mua sắm máy móc, dây chuyền sản xuất, phương tiện vận tải. Tuy nhiên thì có một giải pháp về vốn tối ưu cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các doanh nghiệp mới thành lập, khó tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, đó chính là sử dụng hình thức cho thuê tài chính. Công ty Ichikawa Kankyo Engineering có trụ sở chính tại tỉnh Chiba, Nhật Bản, đã hoạt động hơn 50 năm với ngành nghề kinh doanh là xử lý tái chế rác thải. Năm 2009, công ty Ichikawa Kankyo Engineering bắt đầu sang Việt Nam điều tra thị trường và tìm kiếm đối tác kinh doanh. Đến năm 2016, sau một quá trình thương thảo và đi đến thống nhất, công ty Ichikawa Kankyo Engineering và công ty Urenco 11 đã quyết định thành lập công ty liên doanh lấy tên là Công ty Môi trường Đại Đồng, đặt tại tỉnh Hưng Yên, với hoạt động chính là xử lý rác thải bảo vệ môi trường. Theo đại diện từ công ty Ichikawa Kankyo Engineering chia sẻ, trong thời gian đầu hoạt động, công ty gặp phải vấn đề về các thủ tục pháp lý, giấy tờ khi thực hiện nhập máy móc phục vụ cho việc xử lý rác thải từ Nhật Bản về Việt Nam. Khi đó, để giải quyết khó khăn đang gặp phải, công ty đã lựa chọn giải pháp đi thuê tài chính với các máy móc thiết bị đã có sẵn và nguồn gốc đã được kiểm định rõ ràng. Công ty của chúng tôi mới hoạt động vào năm 2016. Trước đây chúng tôi đã nghĩ đến việc nhập các máy móc thiết bị ở công ty mẹ tại Nhật Bản mang sang Việt Nam để thực hiện xử lý rác thải. Tuy nhiên trong quá trình nhập khẩu máy móc thiết bị và xin cấp giấy phép sử dụng, chúng tôi gặp phải khá nhiều khó khăn. Cho nên chúng tôi đã phải hủy kế hoạch đó đi và xem xét về việc mua máy móc thiết bị ở Việt Nam. Sau một thời gian nghiên cứu, chúng tôi đã đưa đến quyết định lựa chọn hình thức đi thuê máy móc thiết bị từ các công ty cho thuê tài chính. Và chúng tôi thấy mô hình cho thuê tài chính này là phù hợp nhất với công ty ở thời điểm hiện tại. Theo ông Hajime Ishizuka, việc đi thuê tài chính phần nào làm giảm bớt gánh nặng lo lắng về thị trường cung máy móc, thiết bị của Việt Nam đối với công ty đến từ Nhật Bản của ông nói riêng và các công ty nước ngoài nói chung. Công ty cho thuê tài chính hỗ trợ chúng tôi tìm kiếm các nhà cung cấp uy tín ở Việt Nam vì chúng tôi là doanh nghiệp mới, chưa biết rõ về thị trường cũng như cái hệ thống cung ứng ở Việt Nam. Do đó, công ty cho thuê tài chính đối với chúng tôi mà nói như là đối tác, giúp chúng tôi tìm kiếm đầu vào từ các nhà cung cấp, qua đó phần nào giúp chúng tôi yên tâm hơn trong việc mua các tài sản máy móc thiết bị. Bên cạnh việc giúp các công ty tìm kiếm được nguồn máy móc thiết bị phù hợp với ngành nghề kinh doanh và có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng, thì các công ty cho thuê tài chính còn là giải pháp hỗ trợ về vốn tối đa cho các doanh nghiệp mới thành lập để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa có lợi nhuận và doanh thu cao. Chúng tôi là doanh nghiệp mới thành lập, cho nên xét về hoạt động kinh doanh, các chỉ số về lợi nhuận doanh thu rất là thấp. Ngoài ra, các chi phí đầu tư ban đầu về máy móc, nhà xưởng tiêu tốn khá nhiều vốn điều lệ của chúng tôi. Do đó, khi mà chúng tôi mua sắm các máy móc thiết bị mới đã gặp phải vấn đề về thiếu vốn, thì khi đó cho thuê tài chính giống như một phương pháp hỗ trợ chúng tôi ngay tại thời điểm đó, và chúng tôi không cần phải cung cấp quá nhiều giấy tờ hồ sơ như là ngân hàng. Theo đánh giá từ các chuyên gia, mô hình cho thuê tài chính tạo điều kiện cho doanh nghiệp được tiếp xúc với nguồn vốn chung dài hạn một cách trực tiếp qua hình thức cho thuê tài sản là các máy móc thiết bị, phương tiện vận tải. Ngoài ra, việc xử lý tài sản tại thời điểm kết thúc thời gian thuê tạo thuận lợi cho cả doanh nghiệp và công ty cho thuê tài chính. Cho thuê tài chính thì bản chất của nó là cho thuê tài sản. Tuy nhiên thì đây là một cái hình thức tương đối là hiệu quả, đặc biệt là cho những doanh nghiệp nhỏ và vừa khi mà họ không có cái nguồn vốn lớn để mua những cái máy móc thiết bị với cái số tài chính lớn, và chúng đây là cái hình thức mà bên đi thuê cũng không phải lo cái việc hao mòn về máy móc, thì tôi nghĩ là cái việc là cho thuê tài chính thì sẽ rất là giúp ích cho các doanh nghiệp. Cho thuê tài chính về bản chất đấy, đó là cái dòng vốn tín dụng chung dài hạn, nhưng nó ưu điểm hơn so với tín dụng là không cần tài sản thế chấp, có thể dùng ngay cái tài sản đi thuê làm tài sản đảm bảo. Cái thứ hai là hết cái thời hạn đi thuê thì tài sản đó có thể là sẽ thuộc về phía doanh nghiệp nếu doanh nghiệp muốn mua lại, hoặc tài sản đó có thể là được phát mại bán đi. Đấy thì nó cũng khá là linh hoạt trong cái thị trường tài chính ngân hàng.
Bên cạnh đó, theo chia sẻ từ đại diện công ty cho thuê tài chính trách nhiệm hữu hạn BIDV Sumi Trust, thì công ty cho thuê tài chính khá tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận vốn khi chỉ cần các doanh nghiệp chứng minh được tính khả thi của dự án thực hiện và đánh giá dựa trên mức độ tín nhiệm với người chủ sở hữu doanh nghiệp. Đối với khách hàng hoạt động được 1-2 năm thì chúng tôi vẫn có thể cấp tín dụng. Quan trọng là những cái dự án họ phải trình bày được tính khả thi, chứng minh được tính khả thi. Thứ hai là đối với những trường hợp khách hàng mà cái lịch sử hoạt động nó chưa có nhiều thì rõ ràng cái kinh nghiệm, cái khả năng quản lý, cái kiến thức của cái người quản lý, người lãnh đạo các doanh nghiệp đấy là yếu tố quan trọng để chúng tôi có thể xem xét là có tài trợ hay không. Có thể nói mô hình cho thuê tài chính là một trong những giải pháp tối ưu về vốn cho doanh nghiệp. Trước thực trạng tiếp cận vốn ngân hàng thì khó khăn khi các chính sách về tín dụng bị thắt chặt và tiếp cận vốn từ các quỹ thì không khả thi với nhiều quy định chặt chẽ. Thưa quý vị, không thể phủ nhận những lợi ích của mô hình cho thuê tài chính mang lại cho doanh nghiệp, đặc biệt là cung ứng nguồn vốn chung và dài hạn. Song với sự có mặt hơn 20 năm trên thị trường Việt Nam, nhưng cho đến nay thì mô hình này vẫn chưa đạt hiệu quả cao và sự phát triển dường như chững lại. Cụ thể, mới đây nhất là vụ việc công ty cho thuê tài chính 2 của ngân hàng Agribank. Vậy đâu là những vướng mắc hiện nay khiến cho mô hình này vẫn dậm chân tại chỗ? Xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. 269,2 tỷ đồng là số dư nợ gốc mà công ty trách nhiệm hữu hạn mua bán nợ Việt Nam DITC đã chào bán khoản nợ phải thu tại công ty cho thuê tài chính 2, ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Agribank. Công ty cho thuê tài chính 2 Agribank đã chính thức phá sản vào đầu tháng 8, và vào ngày 12 tháng 10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra quyết định về việc thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của công ty này. Theo các chuyên gia cho biết, hiện nay các công ty tài chính đứng đầu về tỷ lệ nợ xấu trong danh sách các tổ chức tín dụng, song việc thu hồi nợ của các công ty cho thuê tài chính không hề dễ dàng. Thời gian gần đây thì chúng ta thấy rằng là rất nhiều cái doanh nghiệp họ đã không tiến hành, họ thực hiện theo các cái cam kết ở trong cái hợp đồng được ký giữa công ty cho thuê tài chính và khách hàng. Cho nên là chính khách hàng họ đã tạo cái sự khó khăn cho các cái công ty cho thuê tài chính trong cái vấn đề rằng là công ty cho thuê tài chính họ sẽ gặp cái khó khăn trong vấn đề là thu hồi nợ cũng như là các cái khoản tiền mà họ sẽ thu hồi theo cam kết giữa cái người đi thuê và người cho thuê. Cho nên rằng là trong thời gian vừa qua thì chúng ta thấy rằng là gần như chỉ có cái công ty cho thuê tài chính của Vietcom được xem như là nó phát triển, còn ngoài ra các cái công ty cho thuê tài chính khác thì họ gặp nhiều cái khó khăn. Vậy câu hỏi đặt ra là cần có những quy định nào để công ty cho thuê tài chính thuận lợi hơn trong việc thu hồi nợ? Bởi trong nhiều trường hợp, mặc dù công ty cho thuê tài chính đã thực hiện đầy đủ và đúng các thủ tục, trình tự quy định theo hướng dẫn của thông tư liên tịch số 08/2007 của Ngân hàng Nhà nước, nhưng khi doanh nghiệp thuê tài sản cố tình không trả tài sản thuê và thanh toán tiền thuê còn lại, thì công ty cho thuê tài chính không thể thu hồi được tài sản cho thuê. Hẳn như là muốn thu giữ tài sản thì phải vào khu vực nhà xưởng của doanh nghiệp. Muốn vào khu vực nhà xưởng doanh nghiệp thì doanh nghiệp lại nại ra lý do đó là khu vực riêng của họ. Công ty cho thuê tài chính không được xâm phạm vào cái khu vực doanh nghiệp của họ. Rồi là tranh chấp phát sinh thì chúng ta biết là một cái trở ngại phải đối mặt với công ty cho thuê tài chính là hệ thống tòa. Bởi vì cái tiến trình mà để mà khởi kiện rồi là ra được một quyết định phong tỏa hoặc là chờ cho đến lúc có bản án ấy, thì nó kéo dài nhiều năm trời. Mà trong khi đó thì công ty tài chính không thể xoay sở được để mà xử lý. Bên cạnh đó, một trở ngại không nhỏ ảnh hưởng đến công tác thu hồi nợ nữa thuộc về đặc tính nghiệp vụ. Do đặc thù của cho thuê tài chính là cho thuê các động sản, tài sản cho thuê rất đa dạng, nhiều chủng loại và có tính di động cao, cũng như đây là hình thức cho thuê không tài sản đảm bảo. Điều này buộc các công ty tài chính phải có đội ngũ chuyên nghiệp, trình độ chuyên môn cao để đánh giá được tính khả thi ban đầu của dự án, cũng như theo dõi sát sao trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp để tránh rủi ro nợ xấu. Về bản chất như chúng tôi nói thì nó vẫn là cấp tín dụng mà, nhưng mà nó là mang tính chất đặc thù và chuyên môn rất cao. Tại vì chúng ta muốn cho thuê tài chính đó, thì các công ty cho thuê tài chính phải gọi như là có cái tính chuyên môn là phải thẩm định được, đánh giá được chất lượng hiệu quả của dự án nè, rồi thẩm định đánh giá được cái chất lượng của cái máy móc thiết bị nè, rồi thẩm định và đánh giá được cái xu hướng phát triển của công nghệ ở cái máy móc thiết bị đó, ở cái việc mà sản xuất ra những cái sản phẩm, những cái thành phẩm từ cái máy móc thiết bị đó, phải đánh giá được tất cả đó. Thì do đó mà đòi hỏi cái tính đặc thù và tính chuyên môn rất cao. Việc sớm bổ sung các chế tài tạo hành lang pháp lý cho phù hợp với thực tiễn nhằm thúc đẩy hoạt động này phát triển và mang lại những lợi ích thiết thực cho các chủ thể kinh doanh là cần thiết. Bên cạnh đó, bản thân các doanh nghiệp cho thuê tài chính cũng cần phải nâng cao chất lượng dịch vụ,
năng lực thẩm định, quy trình quản lý để giảm thiểu rủi ro cho mình. Theo các chuyên gia, cho thuê tài chính là một kênh huy động vốn trung dài hạn hiệu quả, giải đáp được bài toán về cân đối dòng tiền, tái cấu trúc nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn đúng mục đích cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, thì mô hình này ở Việt Nam so với các nước trên thế giới vẫn bị hạn chế và chưa thực sự phát triển. Trước thực trạng này, thì phóng viên VTV đã có buổi trao đổi trực tiếp với ông Takeshi Fujita, Phó Tổng Giám đốc Công ty cho thuê tài chính trách nhiệm hữu hạn BIDV Sumitomo về những kinh nghiệm của Nhật Bản trong việc phát triển dịch vụ cho thuê tài chính. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Lời đầu tiên, xin cảm ơn ông đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa ông có thể chia sẻ về kinh nghiệm quốc tế đối với mô hình cho thuê tài chính và sự khác biệt cơ bản của mô hình này ở quốc tế so với Việt Nam được không ạ? Tại Nhật Bản, dịch vụ cho thuê tài chính xuất hiện từ năm 1963. Tính đến nay đã có lịch sử hơn 30 năm và có hơn 250 công ty cho thuê tài chính. Dịch vụ cho thuê tài chính ở Nhật Bản được rất nhiều doanh nghiệp sử dụng và đây cũng có thể coi như là phương thức huy động vốn hiệu quả cho các doanh nghiệp. Theo thống kê thì hiện nay ở Nhật Bản có hơn 96% doanh nghiệp đã và đang sử dụng dịch vụ cho thuê tài chính. Còn tại Việt Nam, cho thuê tài chính mới xuất hiện từ năm 1995 và nhiều doanh nghiệp chưa biết đến mô hình này. Lý do thị trường cho thuê tài chính ở Việt Nam còn mới mẻ là một phần do các sản phẩm cho thuê tài chính ở Việt Nam còn sơ khai so với Nhật Bản. Trong khi ở Việt Nam mới chỉ triển khai loại hình cho thuê tài chính thì ở Nhật Bản còn có các loại hình khác nhau như là thuê hoạt động, đầu mối người sử dụng hay là cho thuê thông qua các nhà cung cấp. Những mô hình này ở Nhật Bản được sử dụng rất rộng rãi và phù hợp với từng đối tượng khách hàng. Điểm khác biệt nữa giữa Việt Nam và Nhật Bản là sự đa dạng trong các tài sản cho thuê tài chính, trong khi quy định của Việt Nam cho thuê tài chính chỉ giới hạn ở các máy móc thiết bị hoặc các phương tiện vận tải trừ máy bay và tàu thuyền, thì các đối tượng cho thuê tài chính ở Nhật Bản rất đa dạng, không chỉ riêng phương tiện vận tải, các loại máy móc lớn, Nhật Bản có thể cho thuê các loại hình khác rất đa dạng như cho thuê bất động sản, cho thuê các loại máy bay tàu thủy và các loại thiết bị văn phòng, đặc biệt đối với hình thức cho thuê tài chính đối với thiết bị văn phòng như server, máy in, máy fax. Khi mà công ty chúng tôi tiếp xúc với các nhà cung cấp thiết bị văn phòng ở Việt Nam thì họ chia sẻ chưa hề biết đến mô hình này và họ rất mong muốn được hợp tác với các công ty cho thuê tài chính. Thưa ông, Việt Nam nên có những biện pháp nào để cho mô hình cho thuê tài chính có thể phát triển mạnh hơn nữa? Nói về rủi ro trong thuê tài chính ở Việt Nam thì tôi nghĩ rủi ro lớn nhất là về mặt tín dụng liên quan đến việc khách hàng có thể trả được đúng nợ như theo hợp đồng hay không. Như các bạn đã biết, ở thời điểm hiện tại kinh tế Việt Nam đang phát triển và chính phủ đang có xu hướng mở rộng ra các thị trường quốc tế. Các công ty ở Việt Nam cũng đang kết nối với các hệ thống cung cấp và bán hàng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, với khả năng hiện tại của các doanh nghiệp Việt Nam, khi chưa quen và sẵn sàng tiếp xúc với các nhà đầu tư nước ngoài như vậy sẽ tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Giả sử khi xảy ra chiến tranh thương mại ở Trung Quốc, châu Âu hay ở các quốc gia nước ngoài thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền vào của các doanh nghiệp Việt Nam. Nếu doanh nghiệp chỉ hoạt động trong lãnh thổ Việt Nam thôi thì chúng ta sẽ dễ dàng kiểm soát được lượng cung cầu vì chúng ta có thể nắm bắt được tình hình kinh tế, chính trị trong nước. Còn khi ở nước ngoài thì nó là một thế giới rất rộng lớn, rất khó có thể đoán trước được. Điều này làm tôi lo lắng về các sự cố có thể xảy ra khi ký hợp đồng cho thuê tài chính, cũng như xếp hạng tín dụng của khách hàng có thể bị tụt hạng. Để khắc phục các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình cho thuê tài chính, thường thì định kỳ một năm vài lần, chúng tôi sẽ phải xuống thăm doanh nghiệp và hỏi thăm tình hình doanh nghiệp, cũng như là thu thập báo cáo tài chính hàng năm để có thể nắm bắt được tình hình của công ty. Tuy nhiên, hình thức kiểm soát này vẫn rất là thủ công, chưa được bài bản và cũng không có bên thứ ba khách quan để đánh giá. Vậy nên tôi nghĩ ở Việt Nam nên có khung pháp lý rõ ràng cụ thể hơn đối với dịch vụ cho thuê tài chính. Bên cạnh đó, cũng nên có các cơ quan giám sát và dự đoán về các cái hoạt động của doanh nghiệp, cũng như giám sát tình hình và biến động của thị trường. Thưa ông, những rủi ro nào có thể xảy ra khi thực hiện mô hình cho thuê tài chính ở Việt Nam và có những cái biện pháp nào để có thể xử lý những cái rủi ro này ạ? Việt Nam nên khắc phục các quy định pháp luật. Theo tôi thấy, khung pháp luật của Việt Nam ở thời điểm hiện tại chưa thực sự được rõ ràng và có nhiều điểm khó hiểu. Chúng tôi là một công ty liên doanh giữa Việt Nam và Nhật Bản, cho nên trong quá trình làm việc giữa hai nền văn hóa cũng phát sinh những vấn đề không được đồng nhất. Khi chúng tôi gặp những trường hợp vướng mắc liên quan đến khách hàng và tài sản cụ thể, thì việc đầu tiên chúng tôi làm là đối chiếu với những quy định về pháp luật của Việt Nam. Tuy nhiên, những quy định này thì chưa thực sự cụ thể và cũng chưa được phủ sóng trên tất cả các trường hợp mà chúng tôi gặp phải trong quá trình thực hiện. Cho nên tôi rất mong muốn trong thời gian tới, nhà nước sẽ trao đổi với các công ty cho thuê tài chính một cách cụ thể để có được những chính sách quy định và nghị quyết mới có thể hỗ trợ cho chúng tôi trong việc phát triển mô hình cho thuê tài chính ở Việt Nam. Xin cảm ơn ông đã dành thời gian trả lời phỏng vấn ngày hôm nay ạ.
Như vậy, với hai chuyên đề về mô hình cho thuê tài chính, chúng tôi đã cùng quý vị tìm hiểu về những lợi ích của mô hình này đối với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế có thể áp dụng tại thị trường Việt Nam. Trong chuyên đề tuần tới thì tạp chí Ngân hàng vẫn sẽ tiếp tục về vệt đề tài vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phần 12, giải pháp vốn từ quỹ. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.